Thưa quý vị, có thể nói nhu cầu mua sắm và trao đổi thông tin trên các trang mạng xã hội ngày càng phát triển. Nắm bắt được xu thế đó, các trang mua sắm online không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới bắt đầu bùng nổ để giúp cho các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về thị trường mua sắm trong thời gian tới. Chiều ngày 13 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nhân thời đại 4.0 đã tổ chức buổi tọa đàm về chiến lược thương mại điện tử. Tọa đàm đã thu hút được đông đảo các doanh nghiệp đến tham dự. Kinh tế số là nền kinh tế dựa trên các công nghệ kỹ thuật số, thương mại điện tử, quảng cáo trực tuyến trên các trang mạng xã hội, chính là những dấu ấn của kinh tế số hóa trong đời sống của người dân Việt Nam trong những năm gần đây. Theo nghiên cứu của Trung tâm Kinh doanh Toàn cầu của Đại học Stuttgart, Mỹ, hiện Việt Nam xếp hạng 48 trên 60 quốc gia có tốc độ chuyển đổi kinh tế số nhanh trên thế giới, đồng thời xếp hạng 22 về tốc độ phát triển số hóa. Điều đó chứng tỏ Việt Nam đang nằm trong nền kinh tế số hóa và lĩnh vực thương mại điện tử có triển vọng tiến xa hơn. Tại tọa đàm, nhiều diễn giả là những người rất nổi tiếng và thành công trong lĩnh vực thương mại điện tử trên thế giới đã đến chia sẻ như Redford, Alexander, Dennis, Roberto, Trần Quý, Trần Như Khoa, Huỳnh Khánh, Hoàng Đường. Tại đây, các doanh nghiệp đã được lắng nghe, trao đổi và được gặp gỡ các CEO thành công trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm trên nền tảng thông minh, giúp các doanh nghiệp có cái nhìn cụ thể, gần hơn và nắm bắt được xu thế tất yếu, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Từ trước tới giờ thì tôi làm truyền thống nhiều hơn, nhưng tôi nhìn thấy được cái điểm mạnh của Dealshaker là chia sẻ trên nền tảng Internet rất nhanh, được nhiều người biết đến và chỉ một phút, các anh chị em có thể vào trong cái mã quét QR code thì khách hàng đã trực tiếp được chuyển bằng trên nền tảng Internet, không phải mất thời gian để mà đến cửa hàng. Và họ đặt hàng, họ cũng ở nhà cũng tự đặt được. Và mỗi ngày tôi bán được rất nhiều, tôi trao đổi được rất nhiều sản phẩm trên nền tảng Dealshaker. Và khách hàng họ được chọn lựa và họ chủ động đến để bút ráp đến và lấy đến nhà mình. Ngoài cái việc mà tôi bán được nhiều hàng nữa thì tôi cảm thấy là tôi không phải mất chi phí như trước đây để qua quảng bá, tôi không phải mất thời gian để mà sell tất cả các cửa hàng bản thân mình truyền thống như xưa, tôi không phải mất tiền để cho các nhân viên đi sell nữa, mà trên nền tảng Internet của Dealshaker tôi đã có 3,5 triệu thành viên. Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam VECOM đưa ra trong báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng năm 2017 so với năm trước ước tính trên 25%. Nhiều doanh nghiệp cho biết tốc độ tăng trưởng năm 2018 sẽ được duy trì ở mức tương tự. Nắm bắt xu thế đó, Dealshaker, trang thương mại điện tử nổi tiếng đã được giới thiệu. Hiện tại, Dealshaker đã thu hút hơn 3,5 triệu người dùng trên 194 quốc gia ở nhiều vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với mạng lưới rộng và phủ kín, Dealshaker đã tạo ra nhiều cơ hội và giúp các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và thu lợi nhuận gấp nhiều lần khi tham gia vào Dealshaker. Giá trị cao mà nó đem lại là cơ hội mới, là sự trải nghiệm đa dạng về xu thế trong phương thức thanh toán hiện nay, nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm. Thì tôi đã không phải tốn chi phí quảng bá, cái thứ nhất không phải tốn mặt bằng và được nhiều người biết đến. Và sau khi đến với OneLine OneCoin trên nền tảng Internet, trên nền tảng Dealshaker, thì sản phẩm của tôi được càng ngày càng mạnh hơn, nhiều người biết đến. Và đặc biệt là khách hàng đến tại cửa hàng nhà mình, họ hiểu được nhiều sản phẩm từ cái trang điện tử Dealshaker. Và tôi bán được nhiều sản phẩm hơn. Năm qua, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ chuyển đổi, số phần trăm của số lượt truy cập website có thể dẫn đến mua sắm thành công. Các doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam có tỷ lệ chuyển đổi lên đến 65%, cao nhất trong khu vực. Singapore sở hữu tỷ lệ chuyển đổi cao đứng thứ hai và Indonesia bám sát ở vị trí thứ ba. Tự các doanh nghiệp Việt Nam có thể kinh doanh tốt hơn trong năm 2019. Doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào doanh nghiệp thì cần quảng bá với hy vọng khách hàng sẽ đến mua và tiếp cận gần hơn sản phẩm của mình.
Nếu anh quảng cáo trên Dealshaker, sẽ được quảng cáo miễn phí trên 3,5 triệu người trên thế giới. Chúng tôi dùng điểm thưởng để mua sắm hàng hóa trên toàn thế giới. Những doanh nghiệp Việt Nam nên nhận thấy lợi ích để tham gia vào, và đây sẽ là cơ hội mang lại nhiều khách hàng và doanh số cho doanh nghiệp. Đặc biệt, nền tảng Dealshaker này hiện đang phát triển mã COS. Việc tìm kiếm sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn chỉ chưa đầy một phút, giúp các doanh nghiệp và người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm và mua sắm, trao đổi thông tin về sản phẩm mình muốn dùng, qua đó tạo sự gắn kết và đem lại niềm tin đến quý khách hàng. Không phải tốn thời gian để đến cửa hàng hay tốn chi phí gọi điện thoại tính cước phí cuộc gọi, có thể tự đặt mua được. Có thể nói nhu cầu mua sắm trực tuyến trên các thiết bị thông minh đang là nhu cầu tất yếu và tăng cao. Tọa đàm giúp doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt hơn về thị trường và triển khai chiến lược trong thời gian tới. Thời gian mà kỷ nguyên số, kỷ nguyên 4.0 sẽ bùng nổ mạnh.